Ê mày làm mặt béo ấy. Ừ. Đây. Béo. Cái gì vậy? Hàng ngon nơi ngon bên mua kem dưỡng da đâu. Kem dưỡng da? Xịt nhá. Xịt vào tay. Ngu vậy. Xịt vào mũi. Xịt vào mũi. Ở cái này được. Đây. Wow. Cái hồi trước khi đi tôi cân là 75 cân. Giảm lên 81 cân. Ok là me no British accent. You have this Asian accent already. I know more accent neither. Hiểu ngại gì? Anh cho biết đang làm gì đã? Đang giãn cơ. Đây, máy rung, máy rung ấy. Đây là tập. Tập rung. Tạm được. Này gì hên? Từ thêm nữa. 3, 2. Ba. À mày đọc thư hiệu trưởng nhỉ? Không không gì đâu, ông viết như mọi lần kiểu chúc là Hunter vui vẻ thứ. Mày được ông Kieran nominate là best duty đấy. Hay là mày được nhận cái thư với cả cái vé xem phim, nhưng mà vé xem phim của Art Picture House chứ đéo phải live cinema. Ta chán tâm. Đây. Ánh sáng rất đẹp. Come here. Khỏe đi. Em bị sợ. Hey, đẹp trai. Hay lắm. Từ gì? Ờ, Clash of Clans đừng như thế ấy nữa. Em ơn. Ừ, ba bảng đừng expose em nữa, đừng expose em. Oh my god. Ba bảng đấy, cầm đi lên chưa? Thấy chưa, hình như tôi chưa dùng. Đỡ cho ông 2 combo luôn, cho mình 2 combo luôn.